Xin chào các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024. Và chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Và tiếp tục mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng. Mời các bác cùng theo dõi video nhé. Rồi, và chiếc đồng hồ đầu tiên em mang đến cho các bác trong video ngày hôm nay, một chiếc Longines Đô Đốc 5 sao Đại Tướng Quân, một trong những phiên bản đồng hồ cao cấp và nổi tiếng bậc nhất của thương hiệu đồng hồ Longines nha các bác. Nói về thương hiệu này thì chắc hẳn các bác mình đang xem video ở đây phải đến 99% các bác mình biết đến Longines rồi đúng không ạ? Một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, và cho đến ngày hôm nay thì Longines vẫn là một trong những cái thương hiệu đẳng cấp hàng đầu của Thụy Sĩ nha các bác. Phiên bản này thì được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60 và nó đã trở thành một làn sóng cũng như là nhận được rất là nhiều sự yêu thích của mọi người. Đó, cái phiên bản Longines này thì vẫn còn giữ được tình trạng cũng như là độ mới rất là tốt các bác nha. Cọc số trải tia này, có một lôi cóc 3 giờ và toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ như này nha các bác. Nốm zin này. Đó, mặt đáy thép. Dây khóa cũng là dây nguyên bản của đồng hồ nha. Trên này có chiều ngang size mặt là 36 và chiều dọc sẽ là size 41. Ngang 36 và dọc là 41. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Lên tay form mặt cực kỳ đẹp luôn ạ, rất là nét. Đó. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Tình trạng máy thì hoạt động tốt. Đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Còn về bộ máy bên trong ạ, thì đây, ngay trên màn hình này chính là phần máy của chiếc Longines này nha các bác. Em này máy rất là nét và đẹp luôn này. Tự động nguyên bản của Longines Thụy Sĩ. Đó. Máy trong nha. Longines Đô Đốc Đại Tướng Quân, mã số 1 ngày hôm nay, cửa hàng Kiên giao lưu các bác với giá là 6.280.000. Bạn nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì các bác có thể chốt đơn cho em nha, theo Zalo số điện thoại 0936050424 ngay bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nhé. Và đối với các bác mình lần đầu biết đến cửa hàng Kiên thì đừng quên là hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mỗi khi cửa hàng phát sóng các cái phiên đồng hồ mới thì các bác mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video của kênh một cách sớm nhất nhé. Qua mã số 2 mang đến cho các bác một chiếc Technot Borazone. Phiên bản này cũng được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. Một trong những cái phiên bản tiên phong sử dụng chất liệu gốm để làm thân vỏ đồng hồ. Và đây cũng là một chiếc Technot vỏ gốm cực kỳ là đẹp các bác nha. Đó. Cái màu của vỏ gốm thì nó sẽ là cái màu ghi xám như thế này. Một cái chất liệu rất là mới thời điểm bây giờ. Em này thì riêng cái chất liệu vỏ này thì nó sẽ có độ cứng cao hơn cả thép và chống xước cực kỳ tốt theo thời gian. Đó. Tiếp nối sau sự thành công của hai cái phiên bản Technot Borazone và Technot Borazone 2 thì ngay sau đó Technot đã cho ra mắt tiếp thêm cái phiên bản này và nhận được sự yêu thích rất là nồng nhiệt. Màu mặt của em này thì thiết kế theo mặt vân 3D. Đó. Rất là độc đáo nha. Cọc số dạng khối có cài đá đen và một ô click cock 3 giờ. Phần kim cũng như là chỉ số thì là cọc số vàng các bác nha. Nốm zin có khắc tên Technot ở đây. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Đó, tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technot ở dưới đáy này nha. Chiều ngang của em này là 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 38 ạ. Form rất là dày dặn, đầm tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ Technot này. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Núm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đấy. Các bác sẽ xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh vào lịch nhanh của chiếc này nha. Rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác ạ. Về bộ máy bên trong. Rồi, và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Technot này. Vành tóc gai, bộ máy cơ tự động nguyên bản của Technot với 20 năm chân kính nha. Đấy, em này máy rất là sáng và đẹp luôn này.
tình trạng máy hoạt động tốt, máy chạy chuẩn giờ nha. Technode Bodazone 3, mã số 2, giao lưu các bác với giá là 2.180.000. Tiếp tục qua mã số 3, em mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ cổ. Đây là một chiếc One Time Central. Phiên bản này được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60 nha các bác. Phiên bản One Time Central với form trứng, thiết kế form trứng cực kỳ là độc đáo này. Đó, cọc số trải tia có cài đá đen và một ô click lock 3 giờ. Em này thì toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Đó. Chiều ngang sẽ là size 34 cùng với chiều dọc là size 40 nha. Ngang 34 và dọc là 40. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Form rất là độc đáo nha. Bác nào mình thích những cái form nó độc đáo lạ mắt một chút thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu One Time Central này. Thương hiệu One Time cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Người sáng lập ra One Time là một người được mệnh danh là thợ đồng hồ giỏi nhất nước Mỹ các bác. Đó, bác nào yêu thích và muốn sở hữu chiếc đồng hồ này chốt đơn cho em nha. Mã số 3 có giá là 2.380.000. Tiếp tục qua mã số 4 và mang đến cho các bác một chiếc Rado M. Phiên bản Rado M này được sản xuất vào khoảng những năm thập niên 80 các bác nha. Em này thì mang phong cách rất là nam tính này, cực kỳ chất luôn, vuông thành bén cạnh. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Màu mặt của em này thì sẽ là màu xanh các bác nha. Kèm theo đó là các đường gân kẻ sọc tạo hiệu ứng bắt sáng cực kỳ tốt cho phần mặt. Cọc số dạng khối, lịch cốc 3 giờ này, nốm zin, dây khóa lụa linh kiện và phía dưới mặt đáy có khắc biểu tượng Rado 3 cá ngựa ở đây. Chiều ngang của chiếc này sẽ là 36 cùng với chiều dọc sẽ là size 41 nha. Ngang 36 và dọc là 41. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay nữa này. Đấy. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Rado này nha. Rado M. Form rất là dày dặn luôn ạ. Đó. Cực kỳ dày dặn. Tình trạng máy hoạt động tốt. Mã số 7 có giá, mã số 4 có giá là 2.880.000. Tiếp tục qua mã số 5, Citizen 7 Star Custom. Một phiên bản đến từ một đại diện đến từ đất nước Nhật Bản các bác nha. Thương hiệu Citizen thì chắc hẳn là mình cũng các bác cũng khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Đây là một chiếc Citizen dạng form mirror. Đấy. Màu mặt ghi xám này, cọc số trải tia và có hai ô click lock 3 giờ nha. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ inox không gỉ và phía dưới mặt đáy này có khắc tên thương hiệu Citizen cùng với lại các thông số máy rất là chi tiết ở phía dưới mặt đáy này. Chiều ngang của em này sẽ là 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 40. Đó. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Citizen 7 Star, máy cơ tự động 21 Jewel. Mã số 5 có giá là 980.000. Em qua mã tiếp theo nha, mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Technode. Đây là một chiếc Technode Super Crown, một phiên bản cao cấp của thương hiệu đồng hồ Technode các bác nha. Em này thì đặc biệt là cái size mặt khá là lớn cho các bác nào có cổ tay to, các bác đeo thoải mái luôn nha. Đấy, chiều ngang của em này sẽ là size 37 và chiều dọc nếu tính ở chân cà thì sẽ là size 43. Đó. Một cái form rất là lớn so với những cái dòng đồng hồ cổ các bác nhé. Đặc biệt nhất của chiếc Technode này đó chính là cái phần mặt kính nha các bác. Đây là cái thiết kế mặt kính này được người ta làm rất là tỉ mỉ cũng như là có chuyên môn cực kỳ cao thì mới có thể tạo ra được cái mặt kính cực kỳ đẹp như thế này. Với nhiều góc cắt tạo cho nó hiệu ứng bắt sáng cực kỳ đẹp cho phần mặt. Đó. Thương hiệu Technode là một trong những cái thương hiệu mà người ta rất là chú trọng về cái hình thức bên ngoài. Chất lượng máy cũng cực kỳ tốt luôn nha. Em đang nói là cái hình thức giao diện bên ngoài là thương hiệu Technode người ta làm rất là tốt nha các bác.
Đó, mặt cực kỳ đẹp luôn. Cọc số dạng khối này, có một ô cờ lịch góc 3 giờ và đặc biệt là thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Thương hiệu đồng hồ Technot thì có hai cái nước xuất khẩu chính đó là Brazil và Nhật Bản. Thì các bác biết đến cái thị trường Nhật Bản, nó là một trong những cái thị trường gọi là cực kỳ là khó tính luôn nha các bác. Mà Technot lại là một trong những cái thương hiệu mà được cái thị trường Nhật Bản cực kỳ yêu thích, thì các bác biết là cái chất lượng của nó tốt như thế nào rồi đấy. Nốm zin nguyên bản này, dây khóa là dây lụa linh kiện nha, và phía dưới mặt đáy là đáy bát quái có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technot ở đây. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Em này form cực kỳ chất luôn, size cũng lớn nữa cho nên là các bác nam mình đeo này sẽ rất là đẹp luôn này. Nhiều bác mình có cái xu hướng là rất thích đồng hồ cổ, thế nhưng mà tại vì cái form của nó nhỏ cho nên là các bác không đeo được. Thì cái mẫu Technot này sẽ là một trong những cái form máy mà em nghĩ rằng là các bác đeo sẽ rất là đẹp luôn nha. Đấy. Về phần máy bên trong, mở máy cho các bác cùng xem nhé. Rồi và đây trên màn hình này chính là bộ máy của em đồng hồ Technot này các bác nha. 30 dewel, bộ máy với 30 dewel, vành tóc gai này. Đấy, vành tóc gai máy rất là sáng và đẹp nha. Bộ máy 2472 và đây là một bộ máy ETA. Máy ETA nha, một trong những cái thương hiệu máy chất lượng hàng đầu của Thụy Sĩ đấy. Rồi, bác nào yêu thích mẫu Technot này, chốt đơn cho em mã số 6 có giá là 2.880.000 ạ. Qua mã số 7 mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ cổ của thương hiệu đồng hồ One Time nha các bác. Đây là một chiếc One Time máy cơ tự động automatic 17 chân kính này. Đấy. Em này thì có hỗ trợ thêm cả cót tay đấy nha. Cái form mặt thì các bác nhìn vào nó khá là cổ điển. Phần mặt nền bên trong là một vài vị trí nó cũng hơi có một chút cái vết lấm tấm của thời gian này. Đấy. Kim gió đỏ nha. Chiều ngang size 39 và chiều dọc của chiếc này sẽ là size 40, đó, ngang 39 dọc 40. Thiết kế chém vát viền cạnh. Đó, form rất là chất nha. Em này thì thân vỏ bên ngoài là vỏ thép và nó cũng có những cái vết xước lông gà như thế này. Đấy. Nốm zin này. Dây khóa linh kiện nha các bác. Và phía dưới mặt đáy thì có khắc tên cùng với các thông số về bộ máy của chiếc đồng hồ One Time này. Em này thì form khá là lớn, em ướm thử lên tay các bác cùng ngắm này. Đó. One Time tự động 17 dewel, có hỗ trợ quắt tay. Em này mã số 7 và giá Zalo đến các bác là 1.790.000 nhé. Qua mã số 8, em mang đến cho các bác một chiếc Pondros máy cơ tự động của đồng hồ Denso nha các bác. Đó, một chiếc Pondros form trứng và em này thì vẫn còn giữ được tình trạng độ mới cực kỳ tốt luôn. Màu mặt trắng, cọc số dạng khối và có hai lịch góc 3 giờ nha. Về phần thân vỏ bên ngoài thì cái phần mặt miền người ta sẽ tạo hình với những cái đường gân tỏa tia như thế này. Tạo cho chiếc đồng hồ nó có một cái có thể bắt sáng rất là tốt luôn. Đấy, thân vỏ thép không gỉ. Đây là phía dưới mặt đáy này. Em này thì size lớn nha. Chiều ngang sẽ là 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 42. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Pondros tự động automatic. Có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ nha. Ở đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm nên các bác sẽ ấn vào cái phần núm góc 2 giờ này để chỉnh lịch cho em. Pondros máy cơ tự động. Có hỗ trợ thêm cả cót tay nữa. Mã số 8 Zalo các bác với giá là 1.680.000 ạ. Qua mã số 9 em mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ cổ sưu tầm nha. Đây là một chiếc Caravan của Thụy Sĩ. Thì theo như các bác đã biết thì Caravan là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ và thương hiệu này đã ngưng sản xuất từ đầu những năm thập niên 80 rồi. Trước đây thì nó là một nhánh của thương hiệu đồng hồ cao cấp Bulova nha. Đang trải qua nhiều biến cố thì sau khi mà ngưng sản xuất thì một thời gian sau đó thì đã chuyển nhượng lại cho Nhật. Đó. Còn đây sẽ là một chiếc Caravan cổ của Thụy Sĩ nha các bác. Cái em này thì cái form rất là dày dặn này, thân vỏ thép không gỉ. Đó. Trông nó rất là hoài cổ luôn. Cọc số dạng khối và có một lịch cóc 3 giờ này.
Chiều ngang của trên này thì sẽ là 34, ngang 34 và dọc là 38 ạ. Đó, bộ máy cơ tự động, và ngoài ra thì trên này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa nhé. Nốm zin này, phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu Caravan ở đây. Đấy. Lịch cổ, lịch chế 12 nhé. Em đeo lên tay này. Caravan máy cơ tự động có hỗ trợ cốt tay, dành cho bác nào mình yêu thích sưu tầm những cái dòng đồng hồ cổ đã xưa, và đặc biệt là một cái thương hiệu mà nó đã ngưng sản xuất như thế này thì các bác sưu tầm nó thật sự rất là ý nghĩa luôn ạ. Đó, bác nào yêu thích cái mẫu Caravan này thì có thể giao lô cho em nha. Mã số 9 này, 1.680.000 thôi ạ, một mức giá rất là tốt để cho các bác có thể giao lô và sưu tầm nha. Tiếp tục qua mã và mang đến cho các bác Ponjot chuông reo, một trong những cái phiên bản rất là hay và độc đáo của thương hiệu đồng hồ Ponjot đến từ Liên Xô nha các bác. Em đồng hồ cổ này thì mang phong cách rất là xưa. Đấy. Hoài niệm. Màu mặt nó kết hợp hai màu xanh đen. Kim cổ ngỗng các bác này. Hai nốm nằm tại vị trí góc 2 và 4 giờ, và trên này thì sẽ có 4 kim nha các bác. Đấy. Cái kim có biểu tượng hình mũi tên này chính là kim hẹn giờ nha. Chiếc kim cổ ngỗng này là kim dây này. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ như thế này. Đây. Nói chung là hình thức bên ngoài thì còn ok, ổn các bác nha. Và sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng cái phiên bản Ponjot chuông reo này. Ở đây các bác có thể thấy được là có hai núm này. Cái núm gấp 2 giờ này chính là núm để lên cót cho phần kim hẹn giờ nha. Lưu ý là tất cả các núm đều phải lên cót nha các bác. Đó, núm gấp 4 giờ này là núm để lên cót cho phần kim dây này. Sau khi mà các bác đã lên đấy cót cho cả hai phần kim thì mình sẽ kéo cái núm gấp 2 giờ này ra bên ngoài và xoay đến cái vị trí đặt giờ. Sau đó ấn núm lại là được nha. Đó, qua màn hình nhỏ thì các bác cũng có thể nghe rõ được cái tiếng chuông reo rất là lớn và rõ ràng rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì nó cũng có cái độ rung khi mà đeo vào trên tay nữa. Đấy, rất là tiện nha. Ponjot chuông reo, máy cơ cốt tay 18G-Well, tình trạng máy hoạt động tốt. Bác nào yêu thích và muốn sưu tầm sở hữu chiếc đồng hồ này thì các bác chốt đơn cho em với mã số 10 ngày hôm nay, giá 1.790.000 ạ. Tiếp tục qua mã số 11, mang đến cho các bác một chiếc Vostok. Đây là một em đồng hồ cổ của Liên Xô các bác nha. Mặt đỏ cam này. Em này thì cái phần mặt nền thì hơi lấm tấm những cái vết bụi thời gian ở đây. Kim cọc vàng, form trứng các bác nha. Và em này ở đây thì em thấy có chuyện là được bọc vàng Âu 10. Đấy, thân vỏ bọc vàng Âu 10. Cạnh viền một chút có xuất hiện những cái vết thời gian ở đây. Đáy thép ạ. Trên này có chiều ngang là 36 cùng với chiều dọc sẽ là size 40 nha. Ngang 36 và dọc là 40. Bộ máy cơ cốt tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay này. Vostok. Máy cơ cốt tay. Mã số 11, giao lưu các bác với giá là 980.000 nhé. Qua mẫu tiếp theo nha, em mang đến cho các bác một chiếc Ponjot máy cơ cốt tay 17 chân kính của đồng hồ Liên Xô này. Đây là một em hàng cổ cho các bác sưu tầm nha. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép này. Màu mặt trắng ngà. Và toàn bộ phần cọc số la mã cùng với một ô cửa lịch góc 3 giờ nha. Em này thì cái phần vỏ bên ngoài một vài vị trí là cũng hơi lấm tấm cái vết thời gian xuất hiện ở trên đây rồi. Đó, size mặt là 35, không tính đốm ạ. Bộ máy cơ cốt tay với 17 chân kính. Đeo lên tay này. Ponjot. Mã số 12 nha, giá 580.000. Qua mã 13 sẽ là một chiếc Ponjot máy cơ cốt tay 23 chân kính của đồng hồ Liên Xô các bác này. Em này form rất là lớn nha.
màu mặt đen, số trải tia và có một ô cửa góc 3 giờ. Đó, thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ vàng, và em này thì các bác có thể thấy được cái lớp vỏ vàng là đã lên màu bã trầu. Nhưng mà cái giao diện thì rất là đẹp nha. Cái này các bác về mình chỉ việc đánh bóng lại thôi là đeo trên tay nó ok luôn ấy. Đấy, cái này các bác về đánh bóng lại đi là nó bay hết những cái màu bã trầu này nè. Em này rất là đẹp đấy ạ. Mặt cực kỳ nét luôn, nó không có cái vết bụi nào bên trong này luôn ấy. Chiều ngang sẽ là 37 nha, chiều dọc là size 43. Một form mặt lớn rất là dễ đeo. Với bộ máy cơ cốt tay 23 chân kính. Đó, tình trạng máy hoạt động tốt này. Lên tay cho các bác cùng ngắm. Bonjour. Em này mã số 13 nha, Zalo các bác, giá 1.480.000. Tiếp tục qua mã 14 này, mang đến cho các bác một chiếc Orient SK, là các bác còn gọi là SK mặt lửa đấy ạ. Một trong những thương hiệu đồng hồ bán chạy nhất thế giới. Em này mặt hồng cánh sen nha. Đó, có một ô lịch, form cực kỳ chất luôn. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ, và phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng của Orient ở đây. Dây khóa đồng hồ ngực Orient nha. Chiều ngang của chiếc này sẽ là 342, ngang 42 và chiều dọc sẽ là size 46 này. Chỉnh lịch thì các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài và xoay núm theo chiều ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch này. Và đối với phần lịch thứ thì các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim giúp em nha. Lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới. Niềm say này. Máy 46943 các bác nha. Orient SK, giá 1.180.000, chốt đơn em mã số 14 ạ. Tiếp tục qua mã và mang đến cho các bác một chiếc Raketa nha. Đây là một chiếc Raketa cổ, form mặt tràn viền. Em này mặt nền tỏa tia cực kỳ đẹp luôn. Cọc số có cài đá đen. Và toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài là đã lên màu bã trầu như thế này. Size mặt của chiếc này sẽ là 34 nha. Size 34 không tính núm. Bộ máy cơ cốt tay. Em đeo lên tay cho bác cùng ngắm này. Raketa. Mã 15, giá 1.180.000. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, mọi ghi mà ngay bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.